Thiệu với các bạn là cái mẫu bánh 270 trên 30 trừ 14. Cái bánh này là bánh có đường kính là 53-54 cm, có bản rộng là 23 cm các bạn nhé. Đấy. Bánh này thì nó là dòng bánh la răng đẹp. Cái la răng mà rẻ nhất ấy là la răng song đơn như này này, nó là lan đơn. Tiếp theo đến cái la răng loại song kép này thì nó đắt hơn rất là nhiều các bạn nhé. Vì vậy khi anh em mua hàng ấy, nhiều khi hỏi giá nhưng mà không để ý cái la răng. Thì đối với cái la răng lan đơn ấy, nó rẻ hơn. Vì vậy là anh em so sánh giá thì cũng xin lưu ý cho mình biết. Cái đấy tí nữa mình sẽ để cho các bạn một cái hình ảnh cái long cái lan đơn để cho các bạn xem và các bạn đánh giá. Nhiều khi anh em cũng không biết được cái giá thành sản phẩm, cũng không biết được cái chất lượng của nó, cho nên không thể đánh giá được cái giá thành sản phẩm. Đây là các cái thông số tải trọng của nó. Mắc loát là 190 kg một bánh. Đấy. Đây các cái thông số bơm đây. Thì những cái dòng bánh thể thao, xe chơi này thì tải trọng nó chỉ như vậy thôi. Tất nhiên là anh em chở 190 cân là chia cho 4 bánh là cũng phải được 800 cân rồi. 800 cân mà làm xe chơi thì cũng rất là thoải mái. Đấy. Đây là cái vân nốt nhá, vân này, vân bản đi bản phố này. Nó rất là nhẵn. Nốt vuông. Cái dòng này là dòng đường kính lớn hơn. Cái loại nhỏ hơn là loại 235 trên 30 trừ 14, còn cái này là 270 nhá. Hiện tại thì dòng bánh này bên mình vẫn còn rất là nhiều. Thì các bạn mua đồ 4 bánh thì có thể lựa chọn cái mẫu bánh này. Giá thành thì xin báo trong phần mô tả sản phẩm.